Xin chào quý khán giả đến với chương trình Điểm tin thể thao. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về bóng đá. Thưa quý vị, tại lễ trao giải diễn ra tại trụ sở FIFA ở Thụy Sĩ vào tối 11 tháng 1 vừa qua, đúng như những dự đoán trước lễ, Lionel Messi đã đăng quang giành quả bóng vàng FIFA với 41,33% tổng số phiếu bình chọn, trong khi Cristiano Ronaldo có 27,76% và Neymar có 7,86%. Đây cũng là lần thứ 5 Messi nhận giải quả bóng vàng sau 4 lần liên tiếp từ năm 2009 đến năm 2012. Về phía nữ, tiền đạo Kylie Loy của câu lạc bộ Houston Dash và đội tuyển Hoa Kỳ được chọn trao danh hiệu cầu thủ nữ hay nhất năm với 35,28% tổng phiếu bầu. Sila Sasek của Đức về nhì và Aya Miyama của Nhật Bản được trao quả bóng đồng. Vẫn liên quan đến bóng đá, nhiều tờ báo thể thao châu Âu đã có một cơn sốt bài viết về Zidane, đồng loạt khen ngợi màn ra mắt ấn tượng trong việc dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid giành chiến thắng 5-0 trước câu lạc bộ Deportivo ở vòng 19 Liga. Sau chiến thắng đầu tay, Zidane sẽ có 4 trận liên tiếp tại Liga gặp đối thủ không quá khó gồm Sporting Gijón, Betis, Espanyol và Granada. Ở golf, góp thủ hay nhất năm 2015, Jordan Spieth đã giành chức vô địch Handel Tournament of Champions, PGA Tour đầu tiên trong năm 2016. Ngoài ra, việc giành danh hiệu PGA Tour thứ 7 trong sự nghiệp còn giúp Spieth trở thành cầu thủ golf thứ 2 sau Tiger Woods giành ngần ấy danh hiệu ở tuổi 22 tính từ năm 1970. Về quần vợt, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã giành chiến thắng dễ dàng trước Rafael Nadal ở vòng chung kết ở giải Qatar mở rộng với tỷ số 6-1-6-2. Đây là danh hiệu ATP thứ 6 liên tiếp và là danh hiệu thứ 60 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Djokovic qua đó lọt vào top 10 những tay vợt giành nhiều chức vô địch nhất trong kỷ nguyên mở rộng, ngang bằng với thành tích Andre Agassi. Liên quan đến bộ môn bia, nữ cầu thủ 25 tuổi Hồng Kông Ng On Ji đã giành chiến thắng ở vòng chung kết, trở thành nhà vô địch không phải người Anh đầu tiên của giải World Championship dành cho nữ. Theo đó, cô sẽ tham gia tranh tài ở giải World Championship 2016 của nam, bắt đầu từ vòng loại. Ji sẽ cần phải thắng 3 trận vòng loại mới trở thành nữ cầu thủ đầu tiên giành quyền góp mặt ở các vòng đấu chính. Và cuối cùng thưa quý vị, Tanguy Mellat, vận động viên thể thao mạo hiểm của Pháp, nổi tiếng với biệt danh người bay, đã qua đời hôm 8 tháng 1 vừa qua khi bất ngờ rơi từ độ cao 30m xuống đất. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay chở Mellat tới vị trí thực hiện phần biểu diễn và vô tình gạt anh vào không khí lúc rời đi, khiến anh không kịp phản ứng. Vừa rồi là những sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Phương Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.